trên tay con Akure nhé, size 600 NN nhé. N là Nero, là lô, cái lô spawn nó hẹp như này, và L là tay trái left. Nó có hai chế độ 6.1 và 3.1, chút cho mình sẽ nói sau về cái này. Bên trong nó đây, thẻ bảo hành nhá, cái gác thì xa máy lớn nên là sẽ có cái gác cần để câu đáy, gá vào cần cho nó chắc. Dầu hộp, đây là nhân vật chính của chúng ta, tan 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 tan, Akure Valen 600 là made in USA. Đó, cực kỳ nhẹ. Nói về con này thì cái khung nhôm này được làm toàn nhôm máy bay nhá, 6061 T và T6 á, ký hiệu 6061. Đó, nhôm máy bay cực kỳ nhẹ luôn, cực kỳ nhẹ nhưng mà lại cực kỳ là cứng luôn. Đó, công nghệ Twin Rack của Akure. Cho anh em xem sơ qua cái này, rất là đẹp nhé. Cái màu này cũng không phải màu sơn bình thường. Đây nhá, cái nhôm này được Akure thiết kế hình cong vòm này anh em nhé. Đó, để tăng độ cứng cáp cho máy. Đó, con này dùng level rack, con này cực kỳ nhẹ so với con Storm Blue Heaven và con Ocean Fix Captcha thì con này nó nhẹ hơn. Đó, mặc dù hai con kia rất nhẹ rồi thì nhưng mà con này còn nhẹ hơn nữa. Đó, đây là cái chức năng của hai chế độ này. Khi anh em câu bình thường này thì dùng chức năng này 6.1 này, nhưng mà khi cá lớn ăn nhá, anh em dùng chức năng này phát là anh em kéo rất nhẹ nhàng. Đó, kéo rất nhẹ nhàng thì số truyền thấp mà 3.1 PG. Đó, có ông anh đã câu được con cá cam khoảng 10 kg trong vòng 3-4 phút thôi, kéo lên ầm ầm luôn. Vì cái chế độ này rất là tiện lợi, khi cá lớn cắn, khi cá cắn là anh em chỉ cần chuyển chế độ thôi. Mình rất thích cái chế độ này, rất thích nhất chế độ này luôn. Sau đó là thích đến cái chất liệu làm cái con này là nhôm máy bay rất là nhẹ. Đó, dây dưới rất là lớn nhá, con này BA5 nó chứa được 450 mét, nó phải bằng con Storm 80 nhưng mà nó lại nhẹ hơn Storm 80 rất là nhiều. Đó, con này còn so với oxy, để so với oxy trigger cho anh em dễ hình dung nhé. Oxy trigger thì nó có size từ 1000, 2000, 3000, 4000, từ 1000 đến 2000 thì nó có tay trái tay phải, còn từ 3000 đến 4000 thì nó chỉ có tay phải thôi. Đấy, thì con này nó phải tương đương với 4000 của Shimano, trong khi đó nó nhẹ rất là nhiều, nhẹ hơn cả con 2001 luôn. Con 2001 là 610 gram, 600 hoặc 610 gram ạ, mình nhớ không nhầm là 600 gram, thì con này nó chỉ có 540 gram thôi, chính xác là 538 gram. Đấy, nhẹ hơn rất là nhiều nhưng mà chứa dây lại rất là nhiều, mạnh hơn rất là nhiều. Đó, do đó mình đã lựa chọn con này. Mình đã dùng qua rất là nhiều dòng Oxy Zigger này, Satiga này, Som dòng rồi, chỉ có Ocean Fix là mình chưa dùng thôi. Ocean Fix mình cũng thấy là được đánh giá khá là ngon, nhưng mà mình đã cân nhắc Ocean Fix vào con này thì mình đã lấy con này. Con này có vẻ là chất lượng. Rất là đẹp nha anh em nhé, ra liền này, rất chắc chắn. Đó, tạo thành cái đế này để gác cần, gác vào cần cho nó chắc.
Con này giá mới của nó là 19 triệu 5 nha anh em nhé. Giá của nó là 19 triệu 5. Chốt lại này, quá đã khi bắt cá. Rất nhẹ nhàng. Chuyển sang BG. À mình cũng nói thêm này là cái này á, cái công nghệ tại sao nó lại có hai chế độ, vì nó sẽ có hai cái nhông ở trong đây, một cái nhông lớn thì số truyền 6.1, một cái nhông nhỏ ở trong, một cái nhông nhỏ ở đây. Khi mình ấn nút này phát thì nó đẩy cái nó gọi là cái nhông khế á, ăn vào cái nhông nhỏ đó, nó kéo rất là mượt mà. Đấy. Đấy. Rồi, xin cảm ơn anh em. À thêm nữa cái màu này nhé, cái màu này không phải là màu sơn, màu sơn bình thường, mà cái này được mình thấy bên bên hãng Acuray ấy, người ta giống như kiểu mạ anốt gì đó, anốt nhôm nhá, anốt nhôm nó lên cái màu đó, chứ không phải là sơn màu sơn bình thường, nên khi chày nó cũng chắc không chày mảng, nó chỉ xước thôi đó. Ví dụ mình có bị cào vết này phát thì nó chỉ xước thôi, nó không chày mảng được đó. Thì có video của bên hãng á, người ta cũng giới thiệu về cái anốt hóa của cái nhôm này đó, nên là nhìn rất là đẹp, nó bóng rất là đẹp, đều nữa chứ nó không có gồ về gì hết đó, rất là đẹp. Phiên bản này là phiên bản limited nha anh em nhé, phiên bản limited. Phiên bản bình thường là màu bạc thôi, nhưng phiên bản này phiên bản limited. Đó, limited thì nó màu đỏ này, đỏ bạc này, đỏ trắng này. Đấy. Có màu đen trắng, à, đen đỏ nữa, có màu đỏ đen nữa. Đó. Và có một màu nữa rất là thích mà nó rất là hiếm, đó chính là màu mahi mahi. Màu rất là đặc biệt, nó làm y như con cá mahi luôn. Đó. Nhưng mà mình không mua được phiên bản đó, rất là tiếc. Phiên bản nó rất là đẹp, rất là đặc biệt. Phiên bản mahi, anh em nhìn con xem con cá mahi rồi đó, biết rồi đó, rất là đẹp.